Dương Dương định nệ nhiệt ba sướt mướt trong đêm tổng kết Em là niềm kiêu hãnh của anh. Em là niềm kiêu hãnh của anh đã đi đến hồi kết. Dương Dương và Địch Nệ Nhiệt Ba không quên đăng tải lời tạm biệt nhân vật của mình. Sau 27 tập phát sóng cuối cùng bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, do Dương Dương và Địch Nệ Nhiệt Ba đóng chính đã đi đến hồi kết trong sự thích thú của khán giả. Với mạch phim giàu cảm xúc cùng diễn xuất đỉnh cao, dự án lần này thu về nhiều thành tích đáng nể, trở thành bộ phim xuất sắc nhất trong vũ trụ của Cố Mạn. Và tối hôm qua vào ngày 23 tháng 8, nhà sản xuất Em là niềm kiêu hãnh của anh đã có buổi tổng kết để nhìn lại hành trình từ khi khai máy đến khoảnh khắc lên sóng tập cuối. Trên mạng xã hội, cả Dương Dương và Địch Nệ Nhiệt Ba đều không giấu nổi xúc động và có bài viết chia tay nhân vật của chính mình. Theo đó, Địch Nệ Nhiệt Ba viết như sau: "Tôi rất vui khi trải qua mùa hè này để theo đuổi bộ phim truyền hình với mọi người. Kiều Tinh Tinh cũng có một kết thúc có hậu trong thế giới song song. Từ tình yêu trẻ trung và bí mật thời cấp 2 đến hôn trường tay trong tay, Kiều Tinh Tinh và Vu Đổ đã hoàn thành một chặng đường cả hai thuộc về nhau, một chặng đường đẹp đẽ và đầy nhiệt huyết. Với vai diễn Kiều Tinh Tinh, tôi yêu sự dễ thương và nghịch ngợm, đồng thời đánh giá cao sự dũng cảm và thẳng thắn của cô ấy. Trong tập cuối cùng, Kiều Tinh Tinh, với tư cách là một thành viên trong gia đình của các phi hành gia, đã cùng chúng tôi theo dõi và chứng kiến ước mơ của các phi hành gia, cũng như sự phát triển hưng thịnh của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Điều này cũng cho phép chúng ta thấy rằng, có một nhóm những người rất đáng yêu và đáng kính đằng sau ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ngoài Kiều Tinh Tinh, trước đây tôi cũng từng đóng các tuyến nhân vật tương tự, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Tất cả đều đồng loạt chứng kiến sự trưởng thành của tôi, để lại dấu ấn trong các giai đoạn và giai đoạn khác nhau của tôi, và họ cũng truyền cho tôi một nguồn năng lượng ổn định. Trong khi chạm vào cảm nhận từng nhân vật, tôi ít nhiều học được điều gì đó từ nhân vật, tình yêu thương, sự chỉn chu, chăm chỉ. Những từ ngữ này tác động đến tôi một cách tinh tế và khiến tôi trở nên tốt hơn chính mình. Cuối cùng tôi hy vọng mọi người có thể tỏa sáng trong thế giới của riêng mình như Kiều Tinh Tinh vậy. Tạm biệt Kiều Tinh Tinh." Đồng thời trên trang cá nhân của mình, Dương Dương cũng đăng tải tâm thư bày tỏ bản thân rất tâm huyết với vai diễn này. "Lần đầu tiên tôi gặp cậu là trong cuốn sách vừa gửi, Vu Đồ trong sách rõ ràng là tốt như vậy, nhưng ở ngã ba của cuộc đời do dự và lang thang, khi đối mặt với lý tưởng và thực tế, pháo hoa càng mãnh liệt hơn. Với sự khởi đầu của đoàn phim và sự thăng tiến của công việc quay phim, tôi đã hiểu và hiểu sâu hơn về các bạn. Là một nhân viên hàng không vũ trụ, tôi không chỉ ôm những vì sao và biển cả, mà còn cảm nhận được sự cô đơn của vũ trụ không gian sâu thẳm. Trở về thực tại bên bàn ăn nơi hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa, bị những người quen cũ coi thường, trên hành lang của khách sạn nhỏ bị phong tỏa, tôi nghe thấy tiếng thở dài của bố mẹ, cuối sân thi đấu ồn ào. Thiếu vắng tiếng dũng cảm, bước tới giường bệnh của một người bạn thân, biết được sự căng thẳng của việc cân bằng cuộc sống. Mọi cảnh quay đều xoay quanh vấn đề những giấc mơ và hiện thực, may mắn thay bạn vẫn kiên định với lý tưởng của mình, lấp lánh tình yêu trong tim. Bạn là người lấy lại tinh thần và cống hiến hết mình trong nghiên cứu hàng không vũ trụ, cho phép nhiều người thấy được sự bền bỉ của các thế hệ phi hành gia. Cảm ơn tình cảm và sự đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người đã làm việc không mệt mỏi cho nhân vật này. Chính các bạn đã làm nên nhân vật này và câu chuyện này thật sống động và ấm áp. Tôi cũng muốn đi đến thiên hà tiếp theo với sự động viên và bầu bạn, đồng thời tiếp tục gặp gỡ hàng ngàn người trong cuộc sống. Tôi hy vọng rằng tôi có thể đáp ứng sự tin tưởng của mình và vai trò tương lai của mình, cầu mong cho chúng ta bình thường trên thế giới này tỏa sáng rực rỡ." Có thể thấy Em là niềm kiêu hãnh của anh khép lại với nhiều cảm xúc của Địch Nệ Nhiệt Ba và Dương Dương, có buồn mang mác nhưng cũng đầy tự hào. Mỗi diễn viên đều có cho mình một hồi ức đẹp và bày tỏ cho mình một mong muốn riêng biệt. Tuy nhiên tất cả đều mong muốn nhân vật của mình truyền tải một thông điệp đầy tinh thần nhân văn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!